Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1575. Kính thưa quý khán thính giả, ngoài phần tin tức thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phù cận. đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Chợ cấp theo ảnh hưởng thế nào đến chương trình xóa nợ sinh viên? Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thăm Đài Loan. Bất chấp cơn thịnh nộ của Bắc Kinh, vụ lục soát nhà cựu Tổng thống Trump. Bộ Tư pháp phổ biến đơn xin chat đã xóa bớt. Tổng thống Biden đánh dấu ngày Quốc khánh Ukraine với số tiền viện trợ 3 tỷ đô la. Hoa Kỳ và Ukraine kêu gọi nga trả lại nhà máy hạt nhân Zaporizhia. Nga xác nhận của tấn công vào ngày độc lập, Kiev nói 25 thường dân thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) loan báo số trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ giảm 21% trên toàn thế giới. bị chế tài, nga chuyển dầu sang châu á và sau cùng là Texas mưa lớn gây ngập lụt khiến cư dân ngạc nhiên. Sau đây là phần tin chi tiết, tin Hoa Thịnh Đốn. Tổng thống Joe Biden hôm thứ tư ngày 24 tháng 8 thông báo xóa 10.000 đô la nợ sinh viên đã vay cho hàng triệu người Mỹ và đối với những người được hưởng trợ cấp Pell, tức là Pell Grant, tổng mức xóa nợ lên đến 20.000 đô la theo AP. Trợ cấp Pell được luật giáo dục đại học năm 1965 tạo ra là biện pháp giúp người trong gia đình nghèo có cơ hội đi theo học đại học. Học bổng đặc biệt này dành riêng cho sinh viên bậc cử nhân và một số sinh viên khác có nhu cầu tài chính cấp thiết nhất. Các khoản trợ cấp này thường không cần trả lại, tuy nhiên, trợ cấp này không bao gồm cho toàn bộ chi phí đi học. Do đó, người hưởng học bổng vẫn phải vay thêm. Chính quyền tổng thống Biden đang muốn cho những người hưởng trợ cấp HEL được xóa thêm tiền nợ để tiến trình trả nợ diễn ra suôn sẻ hơn cho những người đi vay có nguy cơ vỡ nợ hoặc việc trả nợ bị chậm lại chiếm tỷ số cao nhất khi tiếp tục thanh toán các khoản nợ. Khoảng 27 triệu người nhận trợ cấp HEL đủ điều kiện được xóa nợ. Tuy nhiên, với nhiều người, số tiền 20.000 đô la không phải là số tiền quá nhiều. Bà Lynn Hunt, chuyên gia phân tích dữ liệu tại Portland, Oregon, là một người được nhận trợ cấp Pell. Bà đã vay khoảng 45.000 đến 50.000 đô la để theo học tại Đại học University of Wisconsin. Bà đã trả được khoảng 15.000 đô la, nhưng vẫn còn nợ 70.000 đô la vì phải tính luôn tiền lời. Bà cho biết mình có nghe về khoản xóa nợ 20.000 đô la cho ai được hưởng trợ cấp Pell. Tuy nhiên, bà giải thích rằng những người thuộc diện được nhận trợ cấp này lại là những người phải đi vay nhiều nhất. Vì vậy, 20.000 đô la không giúp được quá nhiều. Trong khi đó, đối với bà Janet Pena, người tốt nghiệp Đại học North Carolina State University năm 2014, khoản tiền 20.000 đô la tạo nên sự khác biệt. Trong thời đại học, bà nhận được khoảng trợ cấp 4.000 đô la và vay liên bang khoảng 25.000 đô la với chương trình xóa nợ của ông Biden, số nợ của bà sẽ giảm xuống còn 5.000 đô. Khi gánh nặng tài chính được giảm bớt, bà Pena cho biết mình có thể nghĩ đến việc học lên cao hơn, điều mà bà luôn do dự lúc trước vì khoản nợ của mình. Bộ giáo dục lưu ý rằng những người nhận được trợ cấp Pell thường gặp khó khăn nhiều hơn khi trả nợ. Trong năm học 2020-2021, khoảng 30% tổng số sinh viên nhập học đại học ở Mỹ được nhận trợ cấp Pell, gần như tất cả những người được nhận trợ cấp đều đến từ những gia đình có thu nhập ít hơn 60.000 đô la một năm. Theo một báo cáo từ Viện đô thị Open Institute về khả năng chi trả đại học đại học, hầu hết những người nhận trợ cấp Pell là sinh viên độc lập tự phải lo thân hoặc sinh viên sống trong các gia đình có thu nhập thuộc phần nửa dưới trên bảng so sánh tài chính trong xã hội Mỹ với trợ cấp Pell mỗi người có thể nhận được đến 6.895 đô la hàng năm trong vòng 6 năm. Những thông tin liên quan đến trợ cấp Pell có thể được tìm hiểu thông qua văn phòng trợ giúp sinh viên liên bang Office of Federal Student Aid. Tin tổng hợp một nghị sĩ Hoa Kỳ thành viên của các ủy ban thương mại và quân vụ ở Thượng viện đến Đài Loan hôm 25 tháng 8 đây là chuyến thăm thứ ba của chức sắc Hoa Kỳ trong tháng 8 tới Đài Loan, bất chấp áp lực từ Bắc Kinh. Thượng nghị sĩ Marshall Blackburn đến thủ đô Đài Bắc của Đài Loan trên một chiếc máy bay quân sự Mỹ. Theo đoạn phim trực tiếp từ sân bay Tùng Sơn ở trung tâm thành phố, bà được ông Douglas Hu, Tổng Giám đốc Bộ Ngoại giao Đài Loan ra đón trên phi đạo của sân bay, văn phòng của bà Blackburn cho biết, Đài Loan là đối tác mạnh nhất của chúng tôi ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Các chuyến thăm cao cấp thường xuyên tới Đài Bắc là chính sách lâu đời của Hoa Kỳ. Bà Blackburn tuyên bố, tôi sẽ không bị Trung Cộng bắt nạt để quay lưng với đảo quốc này. Trung Cộng tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ riêng của họ trước sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ dân cư dân chủ ở Đài Bắc. Trung Cộng đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần đảo quốc này sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm vào đầu tháng 8. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết bà Blackburn sẽ gặp Tổng thống Thái Anh Văn trong chuyến công du kết thúc vào ngày 27 tháng 8. Bà Blackburn cũng sẽ gặp quan chức an ninh hàng đầu là Wellington Koo và Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Chiếu Nhiếp. Hai bên sẽ trao đổi quan điểm rộng rãi về các vấn đề như an ninh Đài Loan-Hoa Kỳ và quan hệ kinh tế và thương mại. Bộ cho biết thêm trong một tuyên bố ngắn gọn, Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết bà Thái sẽ gặp bà Blackburn vào sáng ngày 26 tháng 8. Tòa đại sứ Trung Cộng tại Washington không hồi đáp yêu cầu bình luận. Bà Blackburn, một đảng viên Cộng hòa từ Tennessee, trước đó đã lên tiếng ủng hộ chuyến đi của bà Pelosi, thành viên đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden. Chuyến thăm của bà Pelosi đã khiến Trung Cộng tức giận và đáp trả bằng các vụ phóng thử phi đạn đạo qua Đài Bắc lần đầu tiên và bỏ qua một số cuộc đối thoại với Washington. Khoảng một tuần sau khi chuyến đi của bà Pelosi là chuyến thăm của nhóm 5 nhà lập pháp khác của Hoa Kỳ. Quân đội Trung Cộng đã phản ứng bằng cách thực hiện nhiều cuộc tập trận hơn gần Đài Loan. Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc bởi luật pháp để cung cấp cho đảo quốc này các phương tiện tự vệ. Trung Cộng chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình. Chính phủ Đài Loan nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị đảo quốc này và vì vậy không có quyền tuyên bố chủ quyền tại đây và khẳng định rằng chỉ 23 triệu dân của Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Tinh Hoa Thịnh Đốn, một chánh án ở Florida vào chiều thứ Năm ngày 25 tháng 8 đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp công bố xin trác tòa lục soát nhà cụ Tổng thống Donald Trump nhưng đã xóa bớt những phần nhạy cảm có thể liên hệ đến cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành. Quyết định này đưa ra sau khi Bộ Tư pháp chỉ ít giờ trước đó nộp cho chánh án Bruce Reinhardt bản đề nghị những gì có thể cung cấp cho giới truyền thông về đơn xin trác lục soát nhà cựu tổng thống Donald Trump ở Mar-a-Lago để tìm tài liệu mật mà ông Trump tự ý mang ra khỏi tòa bạch ốc, theo AP. Chánh án Bruce Reinhardt sau đó sẽ quyết định là đơn xin lục soát vốn đưa ra các chi tiết cụ thể về cuộc điều tra để có được trác tòa và hiện được niêm phong. Có nên công bố cho công chúng hay không và công bố tới đâu? Ông Anthony Coley, phát ngôn viên Bộ Tư pháp, trong bản thông cáo gửi tới báo chí cho biết, Chính phủ Mỹ đã nộp đơn đề nghị theo như yêu cầu của tòa hôm 22 tháng 8. Bộ Tư pháp sẽ không có bình luận gì thêm trong khi tòa xem xét bản đề nghị này. Chánh án Reinhardt ra hạn định cho Bộ Tư pháp đến giữa trưa thứ năm phải đưa bản đề nghị là những gì trong đơn xin trác tòa cần phải xóa trước khi ông công bố đơn ra trước công chúng. Đơn này nhiều phần chứa đựng các tin tức chính yếu về cuộc điều tra của FBI khiến cơ quan công lực này cần phải thi hành việc lục soát. Những tin tức đã được công bố cho thấy FBI lấy đi từ khu mô Logo 11 bộ hồ sơ mật, kể cả những hồ sơ tối mật và chỉ được xem ở những địa điểm được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Các tin tức này cũng cho thấy FBI đang điều tra việc cố ý lưu giữ tài liệu quốc phòng, lấy đi bất hợp pháp tài liệu chính phủ và ngăn trở cuộc điều tra liên bang. Nhiều cơ quan truyền thông Mỹ gồm cả hãng thông tấn AP, đòi tòa phải công bố đơn xin trác lục soát. Nói đây là vì nhu cầu rất cần thiết của công chúng. Bộ Tư pháp không đồng ý việc công bố, nói rằng sẽ ảnh hưởng tới việc điều tra hình sự, tiết lộ tin tức về các nhân chứng và phương cách điều tra. Tin Hoa Thành Đốn Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đánh dấu ngày độc lập của Ukraine và thứ Tư với 3 tỷ đô la hỗ trợ an ninh gói viện trợ lớn nhất của Washington kể từ cuộc xâm lăng của Nga cách đây 6 tháng, nhưng có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm mới đến được Kyiv. Tổng thống Zelensky đã gửi lời cảm ơn tổng thống Biden vì những gì ông làm khi luôn sát cánh hỗ trợ người dân Ukraine. Nói với người dân Ukraine hôm thứ tư, ngày 24 tháng 8, trong bài phát biểu đánh dấu 31 năm độc lập, tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đã tái sinh khi Nga xâm lăng vào ngày 24 tháng 2 và sẽ tái chiếm lại Crimea và các khu vực bị chiếm đóng ở phía đông. Trong bài phát biểu được ghi âm phát sóng nhân đánh dấu 6 tháng Nga xâm lược ngày 24 tháng 2, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine không còn thấy thêm rằng một quốc gia mới xuất hiện trên thế giới vào 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2. Quốc gia này không được sinh ra mà là tái sinh. Một quốc gia không khóc, không la hét hay sợ hãi. Một quốc gia không chạy trốn, không bỏ cuộc và đã không quên những tội ác của kẻ thù gây ra trong quá khứ. Nhà lãnh đạo Ukraine 44 tuổi đã có bài phát biểu trong thời gian chiến đấu đặc biệt của mình trước tượng đài thuộc trung tâm của Kiev về nền độc lập khỏi liên bang Xô Viết do Nga kiểm soát. Ông đặt câu hỏi, cuộc chiến sẽ kết thúc như thế nào? Và ông tự trả lời rằng, trước kia người Ukraine từng nói hòa bình, nhưng bây giờ người Ukraine nói chiến thắng. Tin tổng hợp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc điện đàm kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine hôm thứ năm, kêu gọi Moscow giao quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho chính quyền Ukraine. Ông Biden và ông Zelensky cũng kêu gọi các quan chức quốc tế đến đánh giá mức độ an toàn của nhà máy giữa những lo ngại về thảm họa hạt nhân. Trong khi Moscow và Kiev cáo buộc nhau pháo kích khu vực gần tiền tuyến ở miền Nam Ukraine, hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi Nga trao lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho Ukraine và cho cơ quan nguyên tử năng quốc tế, thì International Atomic Energy Agency gọi tắt là IAEA. Tiếp cận nhà máy. Tòa Bạch Ốc cho hay, tổ hợp lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu bị lực lượng xâm lược Nga chiếm giữ vào tháng 3 và nằm gần tiền tuyến, đã bị bắn phá liên tục trong những tuần gần đây. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Karen Jean-Pierre nói với phóng viên trước khi công bố thông báo Nga nên đồng ý một khu phi quân sự xung quanh nhà máy và cho phép IAEA đến thăm càng sớm càng tốt để kiểm tra tính an toàn và an ninh của hệ thống. Các quan chức Ukraine và Nga đều nói nhân viên từ cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hiệp quốc có thể sớm đến thăm nhà máy này. Trong cuộc điện đàm, ông Biden cũng củng cố sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine, quốc gia bị Nga xâm lược 6 tháng trước trong cuộc chiến mà Ukraine và phương Tây mô tả là một cuộc chinh phạt vô cớ. Moscow nói rằng họ đang thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt để phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa nước láng giềng nhỏ hơn. Tổng thống Biden viết trên Twitter rằng: "Ông biết ngày độc lập của Ukraine năm nay vừa cay đắng vừa ngọt ngào, nhưng tôi đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine." và người dân của họ trong lúc họ chiến đấu để bảo vệ chủ quyền của mình, tổng thống Hoa Kỳ cho biết. Tin mặt thứ khoa, bộ quốc phòng nga hôm thứ năm 25 tháng 8 nói các lực lượng của họ đã tấn công một nhà ga ở miền đông Ukraine, xác nhận của tấn công mà Kyiv nói cũng đánh trúng vào một khu dân cư và giết chết 25 thường dân khi Ukraine mừng ngày độc lập. Trong cuộc họp báo thường nhật, bộ quốc phòng nga cho biết một hỏa tiễn. Iskander đã bắn trúng một đoàn tàu quân sự hôm thứ Tư tại nhà ga Chaplin, nơi được thiết lập để chuyển giao vũ khí cho các lực lượng Ukraine ở tiền tuyến, khu vực phía đông Donbass. Phụ Tổng thống Ukraine Krylo Timoshenko cho biết 21 người đã thiệt mạng khi cuộc tấn công đánh trúng vào nhà ga, khiến năm toa tàu bốc cháy, trong khi một cậu bé thiệt mạng khi hỏa tiến bắn trúng nhà cậu ở khu vực lân cận. Số người chết đã tăng lên 25 người vào thứ Năm sau khi có thêm 3 thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát. Ông nói, Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 200 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Reuters không thể xác minh các báo cáo một cách độc lập. Cuộc tấn công vào Chaplin và pháo kích vào các thị trấn tiền tuyến bao gồm Kharkiv, Mykolaiv, Nikopol và Dnipro diễn ra sau lời cảnh cáo của Tổng thống Volodymyr Zelensky về các hành động khiêu khích của Nga trước lễ kỷ niệm 31 năm ngày Ukraine tuyên bố độc lập khỏi sự cai trị của Liên Xô. Ngày 24 tháng 8 cũng đánh dấu 6 tháng kể từ khi lực lượng Nga xâm lược Ukraine bắt đầu cuộc xung đột tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Giao tranh ở khu vực gần nhà máy hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu ở miền đông Ukraine đã trở thành mối lo ngại lớn trong những tuần qua, với cáo buộc qua lại của Moscow và Kiev có nguy cơ gây ra thảm họa với việc phao kích vào nhà máy này. Tin Geneva, Sụy Sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO hôm thứ Năm ngày 25 tháng 8 loan báo số người nhiễm đậu mùa khỉ giảm 21% trên thế giới tuần qua, cho thấy sự thay đổi về mức độ lây lan gia tăng từ mấy tháng qua và cũng có thể là dấu hiệu cho thấy rằng sự bùng phát của bệnh ở châu Âu nay bắt đầu sút giảm. Theo bản tin thông tấn AP, WHO báo cáo có thêm 5.907 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong tuần qua và có hai quốc gia báo cáo thấy trường hợp bệnh đầu tiên là Iran và Indonesia kể từ cuối tháng 4 cho tới nay, có khoảng hơn 45.000 trường hợp bệnh được báo cáo tại 98 quốc gia. Các trường hợp nhiễm bệnh ở châu Mỹ chiếm khoảng 60% các trường hợp nhiễm bệnh của thế giới trong tháng qua, theo báo cáo của WHO. Trong khi đó, số người nhiễm bệnh ở châu Âu chiếm khoảng 38%. WHO nói rằng số Trường hợp nhiễm bệnh ở châu Mỹ tiếp tục tăng cao và đầu tháng 7, chỉ ít tuần trước khi WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu, giám đốc của cơ quan này tại châu Âu nói rằng các quốc gia trong khu vực này chiếm khoảng 90% các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ được chính thức xác nhận các giới chức y tế tại Anh Quốc trong tuần qua sau khi thấy tình hình có sự sụt giảm trong các trường hợp bệnh mới loan báo rằng đang có dấu hiệu sơ khởi là tình trạng lây lan bệnh đậu mùa khỉ ở quốc gia này đang chậm lại. Bản báo cáo mới nhất của WHO cho hay 98% các trường hợp bệnh hiện nay là ở nam giới và 96% là những nam giới có mối quan hệ tình dục với nam giới khác. WHO cho hay trong tất cả hình thức lây bệnh, việc có mối quan hệ tình dục là điều thường thấy nhất. Dù vậy, bệnh vẫn có thể lan truyền qua các hình thức khác, gồm cả việc đụng chạm vào quần áo hoặc khăn trải giường của người bệnh và bị nổi mụn phòng rộp. Tin tổng hợp, dưới áp lực từ các chế tài của phương Tây Nga đang xuất cảng nhiều dầu nhiên liệu hơn sang châu Á và dùng phương thức chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác để đưa những chuyến hàng lớn hơn sang các thị trường xa xôi theo các thương nhân và dữ liệu Refinitiv. Liên hiệp châu Âu đã giảm nhập cảng các sản phẩm dầu của Nga kể từ tháng 3 và đã đồng nhất trong việc cấm vận hoàn toàn từ tháng 2 năm 2023. Trong tháng 8, xuất cảng dầu nhiên liệu từ Nga sang Hà Lan và Estonia từ 365.000 tấn và 170.000 tấn của tháng 7 giảm xuống còn zero, theo dữ liệu Refinitiv. Trong khi đó, các chuyến hàng dầu nhiên liệu từ các hải cảng của Nga đến Singapore có thể lên tới 350.000 tấn trong tháng này sau khi không có chuyến hàng nào trong tháng 6 hoặc tháng 7. Dữ liệu cho thấy, trong khi xuất cảng để chuyển hàng từ tàu sang tàu ngoài cảng Kalamata của Hy Lạp đã tăng 25% lên gần 1 triệu tấn. Tháng trước, các nguồn tin thị trường nói với Reuters rằng EU có thể cấm nhập cảng và cấm quá cảnh một số dầu nhiên liệu từ Nga trước kế hoạch khoảng nửa năm, kể từ ngày 10 tháng 8 do hàm lượng chất aromatic vốn có thể khiến cho sản phẩm bị áp dụng mã cấm vận 2707. Tại Singapore, dầu nhiên liệu có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho các tàu hoặc được chứa trong các tàu siêu tải vận vlcc các thương nhân cho biết hoạt động bốc dỡ từ tàu sang tàu tạo điều kiện cho bốc dỡ hàng từ các tàu lớn hơn khiến việc vận chuyển đến châu á rẻ hơn trong khi hoa kỳ và eu đang từ chối dầu nhiên liệu từ nga thì nguồn cung của nước này cho châu á trung đông và một số quốc gia châu phi đang tăng lên ả rập xê út nhà xuất cảng dầu lớn nhất thế giới đã tăng gấp đôi lượng dầu nhiên liệu nhập cảng từ Nga trong đệ nhị tham các nguyệt để cung cấp cho các nhà máy điện trong mùa hè và giải quyết bớt lượng xuất hàng dầu thô của mình. Tin Dallas: mưa lớn trên khắp khu vực thành phố Dallas-Fort Worth bị hạn hán của bang Texas ngày thứ hai đã khiến đường phố ngập lụt, nhấn chìm xe cộ, trong khi các nhà chức trách cảnh báo người lái xe tránh ra đường và nước tràn vào một số nhà dân và cơ sở kinh doanh. Khu vực Dallas-Fort Worth là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận mưa lớn nhất suốt cả đêm. Daniel Huckabee, nhà khí tượng học thuộc Cơ quan Thời tiết Quốc gia của Mỹ cho biết, trạm đo đạt chính thức của Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth báo cáo lượng mưa 9,19 inch trong 24 giờ kết thúc lúc 2 giờ chiều ngày thứ hai. Đó là lượng nước cao thứ nhì trong số 10 trận mưa lớn nhất trong 24 giờ ở Dallas được ghi nhận. Mức cao nhất là 9,57 inch vào ngày 4 và 5 tháng 9 năm 1932. Chúng tôi gần đây đang chịu tình trạng khô hạn, vì vậy mặt đất hút rất nhiều nước. Nhưng khi nhận được nhiều mưa như vậy trong một khoảng thời gian ngắn thì chắc chắn sẽ gây ra lũ lụt. Và đó là những gì chúng tôi đã thấy, chắc chắn là ở các khu vực đô thị. Ông Huckabee nói, ít nhất một trường hợp tử vong được cho là vì trận mưa xối xả này, trong khi nhân viên ứng cứu khẩn cấp trên khắp khu vực báo cáo họ đã đáp ứng hàng trăm cuộc gọi báo nước dân cao, theo AP. Một phụ nữ 60 tuổi thiệt mạng ở vùng ngoại ô Mesquite ở của Dallas khi nước lũ từ suối South Mesquite cuốn chiếc xe của bà từ đường Texas 352 đi hướng Tây tại quốc lộ 635, nhà chức trách cho biết. Trưởng bang đặc trách quận Dallas Clay Jenkins tuyên bố một thảm họa đã xảy ra trong quận và yêu cầu sự hỗ trợ của chính quyền cấp liên bang và cấp tiểu bang cho những cá nhân bị ảnh hưởng. Ở Bot Springs, một vùng ngoại ô Dallas, nơi tháng trước một đám cháy bùng lên từ một bãi đất trống khô cằn đã làm hư hại hơn hai chục ngôi nhà và các quan chức ngày thứ hai giải cứu người dân khỏi những ngôi nhà bị gặp lụt trường cơ quan phòng cháy chữa cháy Eric New cho biết họ đã giải cứu bốn người từ một ngôi nhà bị ngập lụt và một người từ một ngôi nhà khác. Chúng tôi phải đến chỗ họ bằng thuyền và kéo họ đến nơi an toàn. Ông New nói cho biết thêm rằng những người khác chọn ở lại trong những căn nhà bị ngập. Khi mưa tặn thì nước bắt đầu rút đi khá nhanh. Ông New nói Hiệp Trần, một cư dân ở thành phố Garland thuộc vùng phụ cận Dallas-Fort Worth nói theo quan sát của ông thì thiệt hại không có gì đáng kể. Những trận mưa ảo ạt đã khiến giao thông bị gián đoạn trong giờ cao điểm của ngày thứ hai, gây khó khăn cho người lái xe. Kẹt xe tứ phía luôn, nhìn chỗ nào trên GPS cũng thấy màu đỏ hết, tại vì kẹt xe khủng khiếp, ở freeway, đường cao ốc, mà cũng bị ngập thì sao mà chạy nổi, ông chia sẻ. Sáng hôm qua là cái ngày mà bà con cũng vất vả, tôi không lái xe trên freeway, nhưng mà bạn bè tôi thay vì đi 45 phút nhưng coi như gần tới 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. GPS thì chỗ nào cũng bị kẹt xe chỗ đó. Bản thân tôi chở con đi học gần nhà mà cũng bị ảnh hưởng thì nói gì đi xa. Cư dân này cho biết sang ngày thứ ba tình hình đã thay đổi vì nước đã rút hết chỉ còn mưa chút chút. Nói chung ở đây lâu lâu bị một cái gì thì ai cũng thấy ngạc nhiên thôi nhưng cũng không đến nỗi nào quá nặng. Trong khi đó, thời tiết đã khiến hàng trăm chuyến bay bị hoãn và hủy bay ra vào sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth ở sân bay Dallas Low Field. Với lượng mưa vào ngày thứ hai tháng 8, giờ là tháng có số lượng cao thứ nhì kỷ lục đối với khu vực này. Tính đến 2 giờ chiều ngày 23 tháng 8, cơ quan thời tiết quốc gia đã báo cáo tổng lượng mưa trong tháng 8 là 10,08 inch tại sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth. Tháng 8 ẩm ướt nhất là 10,33 inch vào năm 1915. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tịnh Đốn xin trọng thông báo. Tại quận hạt Fairfax băng tầng 30, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Chủ nhật, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30. Ngày thứ hai, chương trình phỏng vấn sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Thứ ba, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 12 giờ đến 1 giờ sáng và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 1 giờ đến 1 giờ 30 sáng. Ngày thứ tư, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 2 giờ đến 3 giờ trưa Thứ năm, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng Sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu Sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 chiều Tại quần hạt Arlington, trên băng tầng 69 Chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây Thứ hai, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. thứ sáu chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 10 giờ đến 11 giờ sáng và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trưa. chúng tôi xin lưu ý quý khán thính giả và xin trân trọng kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ quan ngại sâu sắc việc Phạm Đoan Trang bị y án. Tin Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc đến việc y án 9 năm tù đối với tác giả, nhà báo nổi tiếng Việt Nam Phạm Đoan Trang. Thông cáo do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát đi hôm 25 tháng 8 cho hay, vài giờ trước đó, không ngoài dự đoán, Tòa án ở thành phố Hà Nội ra phán quyết y án với tác giả cuốn chính trị bình dân với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, bà Trang, người từng đoạt giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2022 đã được quốc tế công nhận vì nỗ lực thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam vào tháng 9 năm 2021, nhóm công tác của Liên hiệp quốc về việc giam giữ tùy tiện đã xác nhận rằng bà Trang đang giam giữ tùy tiện và trái với cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận được các phúc trình về tình trạng sức khỏe bị sa sút của bà Trang và kêu gọi nhà cầm quyền việt nam bảo đảm chăm sóc y tế đầy đủ và cho phép bác sĩ tiếp cận để đánh giá tình trạng sức khỏe của bà ông ned price phát ngôn viên bộ ngoại giao hoa kỳ nói thêm theo bộ ngoại giao hoa kỳ việc cầm tù bà phạm đoan trang là minh chứng mới nhất trong chuỗi bắt giữ và kết án tù đối với các cá nhân ở Việt Nam chỉ vì những người này đã bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam thực hiện quyền tự do ngôn luận mà không sợ bị trả thù, phù hợp với các quyết định về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam theo thông cáo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tính đến sáng 26 tháng 8 giờ Việt Nam, chưa thấy Facebook, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dẫn lại thông cáo nêu trên. Cùng thời điểm, Facebook European Union in Vietnam dẫn phản hồi của phái đoàn EU tại Việt Nam. Tòa phúc thẩm Hà Nội giữ nguyên bản án đối với bà Phạm Đoan Trang với tội danh mơ hồ là tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong tháng 8, các bản án phúc thẩm đối với các nhà hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự khác cũng được giữ nguyên tương tự bao gồm bản án dành cho ông Đặng Đình Bách và ông Mai Phan Lợi vì cáo buộc trốn thuế. Phái đoàn EU nhận định rằng các vụ bắt giữ và kết án tùy tuyện đối với bà Phạm Văn Trang cùng các nhà hoạt động ôn hòa khác là trái ngược với luật nhân quyền quốc tế. Liên minh châu Âu tiếp tục kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ một cách tùy tiện. Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà chức trách cho phép việc theo dõi phiên tòa và bảo đảm quyền được xét xử công bằng cho tất cả các cá nhân. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam và tích cực hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền. Thông báo viết thêm, liên quan phiên tòa, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong các luật sư bào chữa cho bà Phạm Đoan Trang, cho biết trên trang cá nhân, nhiều viên chức ngoại giao của đại sứ quán các nước khối eu hoa kỳ và các nước đông âu cũ ghi dân tham dự phiên tòa công khai của tòa án việt nam vì họ quan tâm sâu sắc đến số phận pháp lý của công dân việt nam nhà báo phạm đoan trang đáng tiếc mong muốn chính đáng của họ người nước ngoài và cả mẹ ruột và ăn ruột của bị cáo phạm đoan trang đều bị từ chối thẳng từng từ các nhân viên an ninh có nhiệm vụ trực trước cổng tòa Xuất khẩu lao động ở 4 tỉnh phía Bắc Việt Nam bị Nam Hàn đình chỉ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam vừa loan báo dừng tuyển chọn xuất khẩu lao động đi Nam Hàn đối với cư dân ở 4 tỉnh miền Bắc Việt Nam do chính quyền Nam Hàn siết chặt quy chế cấp thị thực sau khi xảy ra tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp bỏ ra ngoài khi chưa hết hạn hợp đồng hoặc hết hạn không về nước. Chương trình xuất khẩu lao động đối với cư dân tại 8 quận, huyện thuộc 4 tỉnh, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa bị tạm dừng vì lý do nêu trên. Trang Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động, ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hôm 24 tháng 8, chỉ vì lợi ích cá nhân. Những người lao động bất chấp phá bỏ hợp đồng rồi cư trú bất hợp pháp là ở lại Nam Hàn. Việc này không chỉ làm ảnh hưởng đến hợp tác chung giữa Việt Nam và Nam Hàn mà còn những người lao động khác tại địa phương, ông Lim nói. Được biết, những địa phương này có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên ở các huyện. Việc đình chỉ này dựa trên các quy định trong bản ghi nhớ về hệ thống cấp phép việc làm Owning Per share, gọi tắt là EPS, được ký kết giữa Việt Nam và Nam Hàn năm 2008. Theo đó, Nam Hàn đồng ý tiếp nhận lao động nhập cư từ các nước Đông Nam Á. Chính phủ Việt Nam vào ngày 8 tháng 7 năm nay đã ban hành một nghị quyết chính thức áp dụng chính sách được áp dụng thí điểm từ năm 2020. Theo đó, người lao động Việt Nam làm việc tại Nam Hàn theo chương trình EPS phải trả một khoản tiền đặt cọc 10 triệu đồng, tức là 4.290 đô la, và người lao động được vay tính cấp cho Khoản ký quỹ này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp đưa người lao động bất hợp pháp về nước cũng như những người lao động nhập cư khác theo hợp đồng của họ. Theo cơ quan lao động ngoài nước của bộ này, chỉ tiêu tuyển dụng của chương trình EPS cho năm 2022 là 59 ngàn tăng 7.000 so với năm 2021 hiện đang có 28.000 lao động Việt Nam tại Nam Hàn theo diện EPS và từ đầu chương trình này đến nay đã có hơn 110.000 lao động Việt Nam sang làm việc tại Nam